Vâng, chào các bác. Em nay em có một điều bất ngờ muốn nói cho các bác về cái quân đại AB3 đây. Bất ngờ rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay lại bất ngờ hơn nữa nha bác nha. Bất ngờ hơn nữa là các bác có nhìn thấy đây, nhìn đây. Đây còn đại AR825 mã đúng không ạ? Và bên này cũng vậy, nó AR825 mã. Đấy. Kiểu dáng mặt trước thì hơi khác một chút ở cái lưới cái phần hút gió. Chúng ta không quan tâm tới cái phần này, nó cô độc một mã. Ở cái dọn nội thất đây, nội thất của AR825 mã đây. Chúng ta hay thấy trên thị trường ở đây đúng không ạ? Đây là cái con chúng ta hay thấy rất hầm hố. Bùa áp này, tất cả đều rất là hầm hố. Đấy. Nguồn to đúng không ạ? Nguồn to. Con AR825 mã con này đây, các bác nhìn này. Nhìn sơ sài chưa? Nhìn rất là đẻo đúng không? Quá là đẻo luôn. Đúng không ạ? Nhưng các bác đừng có chê nó vội nha. Chúng ta cùng soi công suất này. Công suất đó, thì công suất của thằng AR800 nhìn sơ sài này nó lại là 550W một kênh ở 8 ohm. Đây. Đấy, 550W một kênh ở 8 ohm. Và 1000W ở 4 ohm. Mong nó thấy ạ. Và con AR800 nhìn hầm hố này này. Chúng ta nhìn công suất của nó đây. 500W một kênh và 900W ở 4 ohm. Đấy, các bác thấy ạ. Vậy là cái con này này nó hầm hố này này. Đấy, cái con nó hầm hố to đùng này này, nhìn rất chi lầu bánh bao này này, thì công suất nó lại bé hơn cái con, nhìn giống như cái là cái gà tia tua này các bác nha. Các bác nhìn thấy không? Đấy, bề bà nó lạ ở chỗ đó đấy. Em luôn luôn nói các bác đừng bao giờ để cái thằng nội thất bề bà nhìn nó không có cái gì đâu, nhưng mà nó rất là hay, rất là lạ lắm. Cứ cùng một mã nhưng nó thiết kế khác nhau. Con này thì nó như thế này, con này nó như thế này. Con thì cái bo này không có, con thì nó nằm ở dưới cái bo nằm dưới. Nói chung là nó lung tung nữa, bề bà nó hay quá lung tung. Con thì 4 tụ thôi, ai cũng có. Con thì 6 tụ, đấy, con thì 6 tụ, con này thì 8 tụ đó. Nhưng mà chưa nói được, đừng có nhìn nó hầm hố đẹp thế này mà chúng ta đánh giá nó nha các bác nha. Hay là đừng chê cái con từ nhỏ nhỏ này nhá. Cái thứ nhất đó, em sẽ thử cho các bác coi luôn đấy. Bây giờ em sẽ đánh cùng này, đây cùng một điện thoại đang mở nhạc nha. Kéo xuống đây, một cái tín hiệu em chỉ ra đôi đúng không, em sẽ chỉ ra đôi. Và một cái loa, cùng một cái loa nát em hãy thử đây. Đây em sẽ dùng chung một âm lượng nha. Bây giờ em sẽ mở chung một âm lượng cho các bác nha. Đây em sẽ mở chung một mức âm lượng nha, các bác xem cảm nhận con nào nó hay hơn nhé, nó khỏe hơn nha. Đây em sẽ mở hết cỡ luôn, mở hết cỡ nha bác nghe nha. Rồi qua bên đây, anh Hạnh phụ em mới cắm qua bên đây. Các bác để ý nghe nha, các bác sẽ cảm nhận được. Rồi, em sẽ mở hết cỡ luôn này, mở hết cỡ luôn nha. Các bác thấy khác biệt chưa? Không biết được các bác nghe cái điện thoại có biết khác biệt được không, nhưng mà em ở ngoài cảm nhận rất là rõ. Thứ nhất là bát nó gọi ánh gọn hơn, đánh gọn hơn và nó khỏe hơn. Nó khỏe hơn là cái điều đừng nhìn. Nó khỏe hơn 50W. Đấy, bác nhìn nó nhỏ nhỏ nó lơ thơ này thôi. Đừng có bảo là nó yếu hơn con này. Nó hiện tại nó khỏe hơn con này và đánh nó khỏe hơn. Đấy. Nó khỏe hơn con này và đánh bắt nó gọn hơn cả con AR800 này luôn. Bất ngờ chưa? Các bác thấy lạ chưa? Đấy. Đừng có nhìn nó vài cái lơ thơ này. B3 không ai tính sò cả bác nhá. Đi mua đại B3 đừng ai hỏi sò. Mình hỏi sò người ta bảo cái thằng này nó không biết gì cả, mình lừa nó được. Đúng không ạ? Người ta cần biết mình không biết gì, đừng bao giờ hỏi sò. Chúng ta hãy nhìn công suất, đừng có bảo là đi mua thấy quần này nhìn lơ thơ mấy cái không mua, không mua lấy loại này làm gì, lấy cái loại này cho nó đẹp đúng không? Nhưng mà đó là một sai lầm này, đây, một sai lầm này. Bạn thấy nguồn nó bằng xíu, bạn thấy nguồn nó bằng xíu xíu rồi, đấy nguồn bằng ôi trời, bằng nửa găng tay của em này, bạn nhìn thấy không? Đấy, con này này nhìn này, thấy không, gần hết găng tay này, đấy, con này to hơn rất là nhiều. Con này còn bằng chút xíu cái vỉ công suất của con này bằng đúng là đây bằng cái đấy, cái con này bác này các bác thấy không, nó to hơn rất là nhiều, hầm hố hơn rất là nhiều, nhưng công suất lại bé hơn. Bề bà nó rất là lạ, con thấy lạ chưa, là cái công nghệ các bác ạ, nó là cái công nghệ chứ không phải là cứ to giống như bác để ý nhá. Những con đấy hồi xưa cái đấy bạch thường á, họ dùng đến 4-5 năm đi sò vác là vác đến nỗi mà gãy xương sống rồi, nhưng mà đánh có ra gì đâu,
đánh thì lo thì bị phèng 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 yếu nhân, nhưng bây giờ đấy bây giờ họ đâu cần dùng xò nhiều, họ chỉ cần vài ba con lơ thơ thôi, nhưng mà hiệu suất nó cao gấp nhiều lần hồi xưa, không thấy nó khủng khiếp không? Nên cái công nghệ của họ mà về bà cũng vậy, các bác nhìn cái con này có nhìn thấy ngứa mắt không? Đấy nó chỉ có bà con có mấy cái lư thà lư thừa này, đấy. Đấy, chẳng có cái gì cả, chẳng có cái gì hết á, đấy. Hay không? Cái lỗ này họ còn khuyết để mà lắp bốn kênh nhưng họ không lắp, họ dán lại này đấy, nhìn rất là buồn cười, nhưng mà công suất ra nó lại mạnh, đánh lại hay hơn cả cái con lù phù cái này đấy. Cái con này nó rất là hầm hố nhưng mà lại thu cái con lư tha lư thưa, hay không? Mê bà nó lạ lắm. Thì trước em đã nói các bác để ý, các bác đừng đi mua, đừng có để ý bảo là tôi siêu trên hình được, nó là cái hình này thì tôi phải lấy cái hình này, cái anh được hình khác là hình nhái, không phải đâu. Thực ra nếu bọn em không tháo ra bọn em không biết đâu. R800 mà cùng một lô hàng nha, cùng một lô hàng, cùng một hộp lô hàng chúng ta lấy về, kiểu dáng giống, có thể giống y chang nhau luôn, giống y chang mặt trước luôn, không khác một cái gì bên trong á. Nhưng mà con thì cái ruột thế này, con ruột thế kia, nếu chúng ta không tháo chúng ta không biết được. Đấy, chính vì vậy chúng ta đừng, những bác mà đi mua hàng á, đừng, nhiều khi đừng trách trách những người bán, đôi khi những cái bác khác bán á, đôi khi bọn em thì tháo vệ sinh bọn em để ý vẫn biết. Còn những người ít khi để ý hay là không tháo ra thì họ không biết đâu. Đôi khi họ giao các bác con thì họ ruột thế này, con thì ruột thế kia. Đấy, thì các bác cũng đừng có bảo là ông ấy lừa mình, ông ấy bán hàng nhái cho các bác. Không phải là các bác nhá. Đấy, nó là hàng xịn đấy. Hàng xịn nhưng mà nó mỗi con nó có mỗi thiết kế khác nhau. Nó theo mỗi từng năm hay sao em cũng không rõ nữa. Công nghệ của họ mà mình không biết được. Cho dù nó lơ thơ hơn, ít tụ hơn, ít sò hơn nhưng công suất luôn luôn nó cũng vẫn bằng nhau. Đấy. Họ đã ghi công suất đằng sau thì công suất đúng như vậy luôn, không bao giờ sai đâu. Các bác yên tâm về bà đi. Về bà nó là cái kiểu khác người vậy mà. Đấy. Các bác nhìn thấy cái con này đấy, đây là con R800 cả nhá. Thì cái con R800 này công suất nó lớn hơn 50W. Nó lớn hơn 50W các bác ạ, nên nó khỏe hơn là đúng rồi. Đấy, đó là một điều đừng nhìn. Đấy. Các bác đừng có bảo là nó ghi công suất ảo nhá, nó ghi công suất thật hết. Đấy. Về bà họ không bao giờ họ lừa chúng ta. Công suất lúc nào họ cũng ghi thật. Đấy. Chính vì vậy cái con này nó lớn hơn 50W, đúng không ạ? 50W thì nó lớn hơn con này 50W thì đánh sẽ khỏe hơn là đúng rồi. Đấy, đó là đừng nhìn ta đã thử rồi. Đấy. Và cái con này bác nào mà mua được con này đừng bảo là hàng nhái nha. Nếu mà bác nào mà được mua cũng một cái mã R800 này. Đấy. Con mã R800 mà bác nào mà lấy được cái con này là các bác phải nên mừng các bác nha. Phải nên mừng đấy. Chứ không phải là đừng bảo là tôi bị lừa. Đấy. Mày con này nó hiếm lắm. Đấy, con cự nó hiếm ít chịu con này. R800 có loại này các bác đụng nhiều này, đúng không ạ? Có cái lưới bông này là cái vứt rồi, gặp nhất là nhiều. Cái con này các bác ít gặp lắm, ít khi gặp lắm, hiếm lắm, đúng không ạ? Hiếm lắm chứ lại đừng có chừng có chê. Bác nào mà ông nào bán cho các bác được con đấy nên là các bác thằng này đâu biết gì cả, mày thế, đấy. Để đừng bảo là hắn lừa mình rồi. Mẹ cái con hắn bán hắn chụp hình trên cho kia rõ đẹp, nhìn hắn sầm hố thế này mà hắn bán cho tao với cái con này nhìn chẳng có cái gì. Đó, nhìn hắn lừa tha lừa thư vác một tay được. Thế các bác bảo là mày chửi nó thằng tội người ta. Đây là một điều mà mình phải thấy khoái. Đấy. Rất là đẹp. Hay, lạ. 23 buồn cười thật. Rất là buồn cười. Cực khỏe, con này đúng là khỏe thật. Anh đánh là đánh không qua đẩy, không qua gì hết. Các bác đánh trực tiếp nha, mà nó đánh như vậy. Rất là lạ luôn. Rất là hay, con này phải để làm kỷ niệm mà bác ạ. Con cười. Đấy các bác nhé, chào các bác. Hẹn gặp lại ở những clip sau.